Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Ẩn Số Thế Giới. Anh em nghe rõ, cháy 200m2 nhà kho chứa vải ở đường Trần Bình, Hà Nội. Vào khoảng 12 giờ 10 trưa ngày 17 tháng 9, một căn nhà cấp 4 nằm trong ngách 75/16 đường Trần Bình thuộc tổ 24 phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội xảy ra hỏa hoạn. Khu vực xảy ra cháy là căn nhà có diện tích khoảng 200m2, được sử dụng làm kho chứa vải may quần áo. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cơ sở sử dụng 2 xe chữa cháy mini lưu động và khai thác thiết bị từ điểm chữa cháy công cộng cách đó khoảng 10m để tiến hành dập lửa. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân phường Mai Dịch đã điều động lực lượng dân quân thường trực, công an phường đến phong tỏa hiện trường và hỗ trợ chữa cháy. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân phường đã báo cáo Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy chỉ đạo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an quận điều động xe chữa cháy chuyên nghiệp đến xử lý. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy, đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. May mắn không có thiệt hại về người trong sự cố này. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại về tài sản cũng như điều tra nguyên nhân vụ cháy.